Cuối cùng thì mẫu xe Hyundai Grand 10 2021 đã chính thức được ra mắt tại thị trường Việt Nam trong thời buổi cả nước vẫn đang oằn mình chống chọi lại với dịch bệnh, kinh tế đang rơi vào tình cảnh vô cùng khó khăn. Với việc không thể tổ chức một buổi ra mắt hoành tráng, một phần nào đó đã khiến cho sức lan tỏa của mẫu xe hạng A này trở nên khá là trầm lắng. Tuy nhiên, sau khi dịch bệnh được kiểm soát và tạm thời lắng xuống, liệu Hyundai i10 có thể lật đổ được ngôi vương của mẫu xe VinFast Fadil hay không? Dựa vào những căn cứ cơ sở nào để giúp cho mẫu xe đến từ thương hiệu Hàn Quốc có đủ sức để cạnh tranh được với mẫu xe Việt? Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đi phân tích và mổ xẻ tất tần tật từ A tới Z của mẫu xe Hyundai Grand 10 2021. Đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh để đón chờ video so sánh giữa VinFast Fadil và mẫu xe Hyundai i10 2021 nhé. Xin chân thành cảm ơn. Hyundai Grand 10/2021 được ra mắt với tổng cộng là 6 phiên bản với mức giá từ 360 tới 455 triệu đồng. Mẫu xe này sẽ vẫn có tổng cộng là 4 phiên bản số sàn, còn lại 2 phiên bản số tự động đều có mức giá bán cao nhất. Trong đó phiên bản hatchback là 435 triệu đồng, phiên bản sedan là 455 triệu đồng. Như vậy so với thế hệ cũ thì i10/2021 có giá bán tăng lên khoảng 30 triệu đồng. Chưa cần bình xét tới thiết kế ra sao và trang bị nâng cấp như thế nào, nhưng sau khi đọc được mức giá trên của Hyundai i10, cá nhân mình nhận định rằng là thời gian tới sẽ là cả một quãng thời gian rất khó khăn đối với mẫu xe này. Bởi vì hiện tại tình hình dịch bệnh đang khiến cho kinh tế cả nước rơi vào tình trạng rất khó khăn, trong khi đó Hyundai Thành Công lại chưa hề có bất kỳ những chính sách hỗ trợ người tiêu dùng nào liên quan tới Hyundai i10/2021. Chính vì vậy mà đa phần người tiêu dùng sẽ lựa chọn một mẫu xe có nhiều chính sách khuyến mãi giảm giá thay vì xuống tiền mua một mẫu xe tăng giá bán và dường như không hề có bất kỳ gói hỗ trợ nào đến từ nhà sản xuất. Dẫu vậy thì mình cho rằng là với việc đa dạng hóa sản phẩm, số lượng các phiên bản nhiều hơn so với phiên bản cũ, đặc biệt có tới 4 phiên bản số sàn, mục đích là để phục vụ cho những đối tượng khách hàng kinh doanh vận tải, Hyundai i10 sẽ vẫn có rất nhiều cửa sáng để đặt cạnh và so sánh với các đối thủ ở trong phân khúc xe đô thị hạng A. Ngoại hình thiết kế vẫn là một trong những điểm mạnh của các mẫu xe đến từ thương hiệu Hàn Quốc, đặc biệt sau khi tung ra một sản phẩm với rất nhiều sự thay đổi về mặt thiết kế, mang tới phong cách trẻ trung hiện đại. Dựa vào những điểm nhấn đó giúp cho Hyundai i10 tăng thêm được sức hút đối với khách hàng trẻ. Ngay ở phần đầu xe thôi thì Hyundai đã tạo ra một cái sự lôi cuốn cho bất kỳ ai chỉ cần nhìn thoáng qua. Đã có thể thấy i10/2021 được trang bị một bộ lưới tản nhiệt mới với dãy đèn DRL hình boomerang được đặt nằm ở hai bên. Bên cạnh đó thì các bạn cũng có thể thấy là cái phần chi tiết nắp capo rất nổi bật với những đường gân kéo dài xuống tận phần mặt ca lăng xe, mang đến cho toàn bộ cái phần đầu có cái cảm giác rất robot. Đặc biệt là hệ thống đèn chiếu sáng phía trước bao gồm cụm đèn chính và đèn sương mù có cách tạo hình rất sắc sảo, ăn nhập với những chi tiết thiết kế ở phần đầu xe. Tuy nhiên, rất đáng tiếc là Hyundai 10/2021 phiên bản hatchback lại vẫn chỉ sử dụng loại bóng đèn halogen chóa sáng phản xạ. Trang bị này có phần thua kém so với Kia Morning và Toyota Wigo khi hai mẫu xe này đã được nâng cấp lên sử dụng dạng halogen projector, làm tăng khả năng chiếu sáng và tối ưu hơn. Theo thông tin đến từ phía Hyundai thì bóng đèn LED sẽ chỉ được sử dụng trên phiên bản sedan có mức giá là 455 triệu đồng. Giống với những mẫu xe hạng A khác thì la răng của Hyundai i10 mới được tăng lên kích cỡ là 15 inch, phay xước, có thiết kế đa chấu với hai tông màu, sử dụng bộ lốp cỡ 175/50 giống với Kia Morning. Cả hai phiên bản sedan và hatchback đều có cột chữ C sơn đen mang nhiều ảnh hưởng của phong cách thiết kế mui bay. Phần đuôi của Hyundai i10 không còn cái cách tạo hình bo tròn mộc mạc nữa, thay vào đó là những đường gân chạy ngang ở phía đuôi xe, ở phía hông sau và đặc biệt là đi kèm với quếch tán gió được sơn đen. Cảm giác rất hài hòa với một cái phần cụm đèn hậu phía sau có thiết kế vuông vắn, khỏe khoắn hơn so với thế hệ cũ. Tuy nhiên, lại rất đáng tiếc chỉ được sử dụng bóng đèn halogen thôi. Riêng ở trên phiên bản sedan sẽ được sử dụng bóng đèn LED. Có thể thấy là với việc ưu tiên nâng cấp cho phiên bản sedan, hãng xe Hyundai vẫn muốn hướng người dùng sang phiên bản này thay vì lựa chọn phiên bản hatchback. Hyundai 10 hatchback 2021 dài hơn so với phiên bản cũ khoảng 85mm, rộng hơn khoảng 20mm và cao hơn khoảng 15mm. Trong khi đó thì phiên bản sedan 2021 rộng hơn và cao hơn so với thế hệ cũ, lần lượt là 20mm và 15mm. Chiều dài trục cơ sở của Hyundai Grand 10 tăng lên khoảng 25mm, đạt được ở mức là 2450mm. Với việc mở rộng kích thước, Hyundai 10 có thể xem là mẫu xe rộng nhất trong phân khúc xe đô thị bình dân. Qua đó, với kích thước tăng lên cải thiện không gian sử dụng, yếu tố được đánh giá là vô cùng quan trọng trên các mẫu xe ô tô hạng A. Như vậy, chúng ta có thể kết luận được rằng là i10/2021 đang có kích thước đều lớn hơn so với các đối thủ nếu xét cả về mặt thông số kỹ thuật lẫn không gian sử dụng thực tế.
Bước vào bên trong nội thất của Hyundai 10/2021, cá nhân mình rất ấn tượng với thiết kế mới trông rất là nổi bật của xe. Ví dụ như là phần cụm đồng hồ Tableau nằm sau vô lăng, tuy chỉ sử dụng dạng analog bán điện tử thôi, nhưng nó lại tạo ra một cảm giác rất nam tính, đó là thứ mà ở phiên bản cũ không hề có. Bên cạnh đó thì phần chi tiết màn hình trung tâm giải trí có kích cỡ 8 inch có khả năng kết nối với Apple CarPlay, Android Auto cũng là điểm nhấn mang tới không khí rất trẻ, rất hiện đại. Đặc biệt, tất cả những điều đó đều thể hiện rõ ràng nhất khi những chi tiết bên trên mặt tablo xe có cách tạo hình 3D giống với hình thù của những miếng vây cá. Ngoài ra, phần chi tiết cửa gió điều hòa lấy cảm hứng từ tua bin động cơ máy bay cũng là chi tiết khiến cho tôi phải khẳng định lại một lần nữa rằng các mẫu xe đến từ Hàn Quốc rất mạnh ở khâu design sản phẩm. Một số chi tiết khác được cập nhật trên phiên bản mới bao gồm có tính năng set ga tốc độ cruise control, cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai. Đây là những tính năng mà chưa có bất kỳ mẫu xe hạng A nào trong phân khúc được sở hữu. Tuy nhiên, rất đáng tiếc mà mẫu xe này lại chỉ được trang bị điều hòa chỉnh bằng cơ. Với việc tăng chiều dài trục cơ sở cho phiên bản cũ lên khoảng 25mm ở mức là 2450mm, hàng ghế thứ hai của Hyundai 10 cho độ ngả lưng lớn hơn so với các mẫu xe khác nằm ở trong phân khúc. Vì vậy, mẫu xe này rất phù hợp với những gia đình có đông thành viên và cả những khách hàng mua xe về để kinh doanh vận tải. Ở thế hệ mới thì Hyundai Grand 10 không còn tùy chọn động cơ 1.0 lít. Tất cả các phiên bản mới đều dùng chung động cơ Kappa 1.2 lít, sản sinh ra công suất khoảng 83 mã lực, mô men xoắn cực đại đạt 114 Nm. Dựa theo thông số cũ thì không khó có thể thấy động cơ mới đã bị giảm đi khoảng 2 mã lực và 5 Nm so với thế hệ trước đó. Nếu để so sánh với khối động cơ 1.4 lít của VinFast Fairview thì khối động cơ 1.2 lít của i10 sản sinh ra công suất kém hơn khoảng 15 mã lực và 14 Nm so với đối thủ. Như vậy, về khả năng vận hành thì Hyundai 10 không được trang bị khối động cơ mới mà thay vào đó là sử dụng khối động cơ cũ duy trì từ thế hệ trước đó. Bên cạnh các tính năng an toàn cơ bản đã có sẵn như chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD hay cân bằng điện tử ESP, Hyundai Grand 10 2021 được bổ sung thêm hỗ trợ khởi hành năng dốc và cảm biến áp suất lốp. Mẫu xe hạng A này vẫn chỉ được trang bị tổng cộng là 2 túi khí, trong khi đó đối thủ VinFast Fairview đã được trang bị lên tới 6 túi khí và có thêm công nghệ đó là chức năng chống lật rôm. Vừa rồi là những phân tích nhanh và mổ xẻ về mẫu xe Hyundai Grand 10 2021 của Auto Việt Nam. Các bạn có ý kiến bình luận gì thì hãy vui lòng comment ở phần phía bên dưới nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.